Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với lại kênh cá cảnh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái điều thú vị với các bạn. Đấy, mình hôm nay cái bộ cá bảy màu rồng xanh của mình nó đẻ con rồi các bạn ạ. Để mình cho các bạn xem cái bộ rồng xanh cá màu mình nó đẻ con này. Bạn thấy không? Đấy, bây giờ mình sẽ vớt cá bảy màu con ra. Thì xin mời các bạn hãy đi theo mình để theo dõi nhé. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng cái gô này. Cái gô này này các bạn. Cái gô này mình hết chỗ đựng rồi. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra rồi mình sẽ tìm chỗ mà mình nhốt con chúng. Thì hiện tại thì mình đã có một bầy hiện tại thì mình đã có một bầy tự nhiên mình quên tên ta một bầy full gold nè, một bầy full black nè, một bầy double red tail, bây giờ thêm một bầy này nữa là một bầy rồng xanh đấy. Để cho mình cho các bạn xem. Đấy các bạn cá thấy con cá con không? Bạn xem thấy các con không? Mình chớp cho các bạn xem nè. Đúng rồi, nhảy ra rồi, lót ra rồi. Lũ cá con này khá thông minh các bạn ạ, cũng khá là lanh này.
Đây, đâu rồi? Hai con luôn các bạn ạ. Này. Đây các bạn xem mình tổng cộng mình được bao nhiêu đây các con này, bạn thấy không? Đấy, tính ra thì mình cũng hết chỗ nhốt nữa rồi các bạn ạ. Thật sự là hết chỗ nhốt luôn rồi. Quá nhanh. Đây. Mình nhốt vậy đây. Ai. Quá nhanh các bạn ạ. Đấy, đây là Dumbo Red Tail. Còn bên đây là Full Gold. Còn bơi lăn tăn ở ngoài này nhỏ này là Full Black. Đó, bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nhốt cho bọn chúng các bạn ơi. Để nhốt ở đây hoài cũng không ổn. Đây là hiện trạng của cái hồ của mình sau khi mình thấy đỏ chúng lên, mình vớt bầy cái con ra đó các bạn. Đấy, nước cũng khá là đục. Chắc mình sẽ tiến hành thay nước cho chúng luôn quá. Mình sẽ có hầm loại nước luôn, thì nó cũng khá là độc. Đến hầm thay nước luôn các bạn ạ. Nhìn độc quá, khó chịu.
Để hành thay nước lên thì nước nó trong trong lại chút các bạn ạ. Nước quá đục, sau khi mình quần lên thì nước quá đục. Thôi, hôm nay mình giới thiệu một cái bất ngờ cho các bạn biết là cái bộ cá rồng xanh Indo của mình nó đẻ đó các bạn. Đấy, thì video của mình xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn một ngày gần nhất. Đấy, hãy đăng ký và like cho mình nhé. Còn những chú cá bên đây là nó đang mải mê dí máy các bạn ạ.